Chuyện một tâm hồn, Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, phần 41, thắng lợi đầu tiên. Con trở lại câu chuyện những bài học Chúa dạy con. Bữa tối kia lúc đọc kinh, con tìm cái đèn con vẫn để ở trên bệ mà chẳng thấy. Nhưng lại là giờ im lặng, con không thể hỏi han ai được. Con nghĩ thầm, hẳn có chị nào lấy lẫn đèn của con về dùng. Nhầm mà để người ta phải chịu tối cả giờ làm sao? Lại là tối định làm nhiều việc. Phải mà khi ấy Chúa chẳng ban ơn soi sáng bề trong, có lẽ là con đã phàn nàn lắm. Nhưng vì có ơn Chúa, đã chẳng những con không buồn bực, lại coi mình là có phúc ở chỗ đó. Con suy rằng để giữ đức khó khăn cho trọn, chẳng những phải vui lòng chịu thiếu thốn những cái viễn dụng mà thôi, lại cả những vật thiết dụng cũng vui lòng phải chịu thiếu thốn nữa. Tối ấy bề ngoài tối tăm u ám thật, nhưng linh hồn con được ơn Chúa chiếu soi rạng rỡ lắm. Từ đó về sau, con mới được lòng yêu dùng những vật dụng thô kệch, xứt mẻ, xấu xí. Bởi vậy, lần kia con thấy chẳng còn dùng được cái bình thanh cảnh con vẫn dùng trước. Một phải dùng cái bình thô kệch, xứt mẻ, con đã cảm thấy vui thích trong mình. Con cũng đã cố gắng giữ để đừng bao giờ chữa mình điều gì. Thật hồi ấy con lấy điều này làm khó khăn lắm, nhất là đối với mẹ nhà tập mà xưa nay con chẳng giấu giếm gì hết. Cuộc thắng lợi đầu tiên của con tuy không to tát, nhưng con đã phải rất khó nhọc. Một hôm chẳng biết chị nào đem để cái bình đằng sau cửa sổ, bình thấy đã vỡ. Mẹ nhà tập lại ngờ là con để vương ở đấy mà vỡ, đã mắng con, rầy đi phải biết làm cho ý tứ hơn, chẳng ngăn nắp gì hết. Rồi mẹ khó chịu, con chẳng thưa lại mẹ lời nào, một cúi xuống hôn đất và hứa về sau sẽ giữ ngăn nắp hơn. Cũng tại con ít nhân đức, cho nên mới làm chút việc nhỏ mọn ấy về nhân đức, đã lấy làm vất vả khó nhọc và phải nghĩ đến điều, ngày phán xét mọi sự sẽ được bày tỏ minh bạch. Con đã chú ý điều này nhất, tập làm những việc nhân đức kín đáo. Chẳng hạn, khăn áo chị em bỏ tung, con gấp lại gọn gàng hộ. Con hằng kiếm dịp để giúp đỡ chị em phương này nhẽ khác. Con cũng ưa thích sự hãm mình đánh tội, song chẳng được phép làm gì cho thỏa. Bề trên chỉ cho phép con một điều, giết chết lòng tự ái trong mình. Việc hãm mình này đã tấn ích cho linh hồn con nhiều lắm, hơn cả những việc hãm mình đánh phạt tội, phạt xác. Tuy nhiên, Đức Mẹ cũng trợ cấp cho con nhiều trong việc may sắm áo cưới cho linh hồn. Khi áo tân hôn vừa may xong, bao nhiêu trúc trắc, ngăn trở liền biến hết. Và ngày lễ khấn của con đã định là vào ngày mùng 8 tháng 9 năm 1890. Tất cả những tâm sự con vừa tóm tắt kể ra, đáng lẽ phải có bao nhiêu trang nữa mới viết vừa. Song những trang viết ấy sẽ chẳng được đọc ở thế gian.